Nè. Hả? Hết hồn. Mai mốt đám cưới người ta chắc ghe xuồng đông vui lắm. À mà không, thuyền kết hoa đưa người ta xa xứ mới phải. Chắc bữa đó người ta vui lắm hả? Sao anh biết người ta vui? Thương tôi thiệt là lâu rồi mà sao người ta không chịu nói? Nói không có được. Tôi sợ. Sợ cái gì? Ngày mai tôi đi xa rồi đó. Anh còn sợ cái gì nữa? Tôi sợ. Sợ tía của người ta. Bộ tía tôi khó lắm hả? Tía tôi thương tôi thì tía tôi cũng thương người ta mà. Không phải vậy đâu. Nhà người ta giàu, nhà tôi nghèo, Nên tôi không có dám nói là thương người ta. Bữa đó tôi sẽ ra bờ sông để đưa thuyền xa xứ. Trách người ta nỡ phụ muội.
đục trong. Tình tôi đâu